Ban tổ chức Olympic tại Rio de Janeiro đã tiến hành thử nghiệm các vòng thi đấu cho bộ môn đua xe đạp địa hình vào ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 4 tháng 10. Buổi thử nghiệm lẽ ra đã được diễn ra vào hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, do các vận động viên phản ánh về độ an toàn khi thực hiện những cú nhảy ở một số con dốc, nên ban tổ chức dành về ngày lại để tiến hành nghiên cứu và sửa chữa. Sân đua thi đấu được thiết kế bởi Tom Ritzenthaler, người đã từng chịu trách nhiệm thiết kế tại London và Bắc Kinh. Tại giải lướt sóng Billabong Pro Cascades ở bãi biển Rade de Gujo, Bồ Đào Nha, tay lướt sóng người Mỹ Colohe Adino đã xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 16,57 điểm, vượt xa so với người về hạng nhì là vận động viên Calio Ibeli, người Brazil. Dù vậy, Ibeli vẫn có đủ số điểm QS để giành được một vị trí trong giải vô địch thế giới World Championship Tour sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới đây tại Hotsinger. Dimitri Kisanidis, một nghệ sĩ bắc cò đường phố nổi tiếng với biệt danh DK tại Hy Lạp, đã giành chiến thắng tại vòng chung kết giải Red Bull Art of Motion 2015, một cuộc thi dành cho các thí sinh đam mê bộ môn chạy nhảy tự do từ khắp nơi trên thế giới vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Chiến thắng của chàng trai 20 tuổi này đã mang lại sự hào hứng và phấn khích cho các cổ động viên đội nhà khi anh đạt được mức điểm 467 trên 600 điểm tối đa trong trận chung kết. Pavel Bakhtin từ Latvia vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong 2 năm liên tiếp và vị trí thứ ba thuộc về Jesse Beverill của Canada. Ngày hôm qua, một buổi diễn tập thử nghiệm đã được diễn ra trên trường đua xe F1 mới được mở cửa mang tên Rodriguez Roder tại Mexico nhằm chuẩn bị cho giải thi đấu F1 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây. Các nhà quản lý và giới chức đã có mặt để xem và kiểm tra một buổi thực tập cứu hộ trường hợp giả định một tay đua bị tai nạn và mắc kẹt trong xe. Theo ông Amado Subirat, giám đốc phụ trách an toàn trường đua, thì an toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu ở bất kỳ cuộc đua nào.